Kính chào quý khán giả đang theo dõi chương trình VTV Kết Nối. Thưa quý vị, ekip của Ban Văn Nghệ đã dành 10 ngày để ghi hình bộ phim ca nhạc Tình Biển với nhân vật chính xuyên suốt là ca sĩ Thùy Linh. Đây là gương mặt nhận cúp vàng ở bảng thi thanh nhạc tại Liên hoan Nghệ thuật Châu Á năm 2023. Cùng góp mặt trong bộ phim này là diễn viên Minh Phương, Dương Khánh, Anh Tú. Con gái nơi miền sông vượt qua bao nhiêu nỗi đau, khát khao bao đêm đợi chờ một ngày anh đến. Tình Biển mở đầu bằng ca khúc cùng tên, một sáng tác mới của nhạc sĩ Xuân Trí, từ đó mở ra câu chuyện với những mong ước, khát vọng về tình yêu và cuộc sống của Thảo, nhân vật xuyên suốt trong phim. Thảo trong bộ phim ca nhạc Tình Biển mang rất nhiều các cung bậc cảm xúc khác nhau, các phân đoạn đòi hỏi sâu về diễn biến tâm lý nhân vật. Và đối với em đây là một thử thách rất lớn vì vai diễn Thảo cần phải có nhiều sự trải nghiệm, kinh nghiệm sống để mà có thể hoàn thành tốt. Mong là thông qua bộ phim ca nhạc Tình Biển sẽ đưa mọi người hiểu sâu hơn về đất và người ở quê hương em. Vai diễn tôi đảm nhận đấy là vai Tú, đại diện cho một giới trẻ có những cái suy nghĩ mới, cách làm việc mới, nó văn minh và nó hiện đại, cho đi không nghĩ là nhận lại được cái gì cả, rất chịu thương chịu khó. Khi mà thể hiện vai Tú thì tôi cũng phải nghiên cứu tìm tòi đặt mình vào cái hoàn cảnh đấy xem là như thế nào để mình thể hiện nhân vật một cách chân thật nhất để cho truyền tải được cái cảm xúc của nhân vật đến khán giả. Bên cạnh diễn xuất của dàn diễn viên trẻ, Tình Biển đánh dấu sự trở lại của đạo diễn Ngọc Chiến và nhạc sĩ Xuân Trí sau thành công của Thư Gửi Con Gái, phim đoạt giải vàng thể loại chương trình ca nhạc tại Liên hoan Truyền hình toàn quốc lần thứ 41. Ekip thực hiện chú trọng đầu tư thời gian và tâm huyết cho phần âm nhạc của phim, truyền tải nhiều cung bậc cảm xúc. Ngoài cái ba bài mà sáng tác cũ của các tác giả thì còn 7 bài nhạc sĩ Xuân Trí viết mới, trong đó có 3 bài song ca truyền tải câu chuyện để nó là cái sự kết nối của các nhân vật với nhau. Còn lại là 4 bài đơn nói về cái cảm xúc của từng nhân vật trong phim. Thì ngoài những ca khúc mà tôi sáng tác riêng cho phim thì tôi còn kết hợp thêm những tác phẩm đi cùng năm tháng của những nhạc sĩ tên tuổi như là Phú Quang, Trần Long Ẩn, Tuấn Phương. Đây là những ca khúc rất giàu năng lượng và có giai điệu lời ca mà đi sâu vào tất cả đông đảo quần chúng ở nhiều tầng lớp khác nhau. Do vậy bộ phim có sự đan xen giữa cái cũ cái mới để làm sao mà có nhiều cái cung bậc cảm xúc hơn mà đến với được khán thính giả ở nhiều độ tuổi khác nhau hơn. Khi nghĩ về một đời người, tôi thường nhớ về rừng cây. Khi nghĩ về một rừng cây, tôi thường nhớ về nhiều người trẻ trung như cụm hoa hồng, hồn nhiên như ngàn ánh lửa chiều hôm khi gió về. Cái điều mang lại cho tôi cảm xúc của vai diễn lần này nhiều nhất đó là âm nhạc. Khi mà nghe những giai điệu, những ca từ trong bài hát đấy thì tự nhiên tôi đặt mình vào trong cái hoàn cảnh đấy và thấm những cái lời bài hát đấy. Những cái lời nó rất là sát và những cái giai điệu nó tạo cho tôi rất là nhiều cảm xúc. Và có nhiều cảnh quay tôi còn xin lại mà, cảm xúc của em chỗ này chưa đủ lắm, cho em xin lại thêm một đúp nữa để làm sao để truyền đạt cái cảm xúc nó chân thật nhất và nó đúng nhất của nhân vật lúc đó. Với sự đầu tư kỹ lưỡng về nội dung kịch bản, chọn lựa bối cảnh và diễn xuất giàu năng lượng của dàn diễn viên trẻ, Tình Biển hứa hẹn mang tới một câu chuyện âm nhạc xúc động, giàu năng lượng, ngợi ca tình người, tình biển và vẻ đẹp của quê hương đất nước. Bộ phim Tình Biển này không đơn thuần nói về một nhân vật cụ thể mà nói lên được tình làng nghĩa xóm, nói lên văn hóa vùng miền và tất cả những thước phim cảnh đẹp rồi những là cái chất sống của con người ở đây tạo ra cho tôi rất là nhiều cảm xúc để viết lên những trích đoạn mà mong rằng là những trích đoạn này rất là nhiều năng lượng để chia sẻ đến quý vị. Qua bộ phim ca nhạc Tình Biển, tôi muốn lan tỏa đến công chúng và khán giả về cái tình yêu thương giữa con người với con người, giữa con người với quê hương và giữa con người với biển cả, với làng nghề. Dù có khó khăn đến đâu, tin tưởng vào tình yêu thì mọi thứ sẽ vượt qua. Mời quý vị đón xem phim ca nhạc Tình Biển phát sóng tháng 12 trên kênh VTV1. Thưa quý vị, bộ phim tài liệu Ngày Bình Thường